báo chí đây toàn là người thân quen và hỗ trợ công việc của họ rất nhiều, cho nên giữ được cái điều bí mật đó là thật sự trong bụng, mình giữ trong bụng từ sáng giờ rất là khó thở, và bây giờ cần một tí thời gian để cho relax ra. Hy vọng là mọi người thông cảm với mặt cái điều này, thì cũng muốn tạo gì đó nó sự nó bất ngờ, và qua đó cũng thấy được là mọi người muốn thật. Đây là gương mặt người mẫu Việt Nam, sẽ có ngoài cái chuyện là bạn sẽ có một gương mặt đẹp thì yêu cầu nó đầy đủ tố chất hơn là một cái chiều cao. Thật sự nếu mà ai có nhiều điểm gì đó là một lợi thế, chiều cao, khả năng kết khối, sắc tạo dáng và diễn xuất, tất cả những ưu điểm đó là để tìm kiếm một gương mặt xứng đáng cho năm 2018 này. Và mọi người, nếu ngày hôm nay là ngày để dành cho tất cả các thí sinh, và hy vọng là chúng ta đừng bước qua